Rồi, bài 1 thực hiện phép tính. Bây giờ mình tính này. Căn của bố 16 là bằng bao nhiêu? Bằng 4. Căn 25 là bao nhiêu? Cộng với căn 169. Ví dụ không biết thì lấy máy bấm. Nha. 169. 196 chứ. Để chị nói. Là cộng 14. Rồi, chia cho căn 49 là bao nhiêu? 7. Rồi tính ra 54 bao nhiêu? 20. 7 14 chia cho 7 được mấy? 2. Và cộng lại kết quả bao nhiêu? 22. Đầu này các bạn nhân đơn với đa nhân vào. Bảng này. Lấy căn 5 nhân 1 là căn gì? Căn 5 trừ đi 2 căn 5 nhân bao nhiêu? Nhân căn 5. Đó, xử lý thằng đầu tiên. Thằng thứ hai đưa về thì các em giá trị tuyệt đối của bao nhiêu đây? Căn 5 trừ 3. Thằng thứ ba là kỹ thuật chụp căn thức. Vậy là nhân cả tử và mẫu với căn 5 cộng mấy? Cộng 1. Dưới này cũng vậy luôn. Căn 5 trừ 1. Căn 5 cộng 1. Đó. Rồi bắt đầu mình tính ra. Căn 5 này giữ nguyên. Trừ đi cái này là căn 5 nhân căn 5 nhân 2 là trừ 10 cộng với đó, ai không biết mà chỉ nói thì lấy máy bấm này ship hoặc á căn 5 trừ mấy trừ 3 rồi bấm cho bằng đó là bao nhiêu? 3 trừ căn gì? Căn 5 trừ đi rồi ở mức này này các em lấy máy tính bấm được cho nó này. Đấy, máy bấm cái đầu tiên này này các em. Nhớ bấm cho âm nhé. Bấm luôn. Âm. 4 trên bao nhiêu? Căn 5. Trừ mấy? Trừ 1. Đấy, máy bấm luôn được. Rồi, ra bao nhiêu? Trừ 1. Trừ căn gì? Căn 5. Rồi, bây giờ mình thu gọn. Căn 5 trừ căn 5 hết. Vậy là còn âm căn gì? Âm căn 5. Rồi âm 10 cộng với 3 là trừ gì? Trừ 7. Thiếu trừ 1. Vậy là âm 7 trừ 3 trừ 1 nữa là bao nhiêu? Trừ 8. Rồi. Đầu tiên là mình phải chuyển về đúng dạng này đã. Vậy là tương đương này. Hai căn của này chuyển về hàng thức đang nhớ luôn x trừ một tất cả bình bằng 4 rồi chia qua vậy là x trừ một tất cả bình phương bằng mấy đây bằng 2 rồi đưa về dấu giá trị tuyệt đối tương đương với trị tuyệt đối của x trừ một bằng mấy bằng 2 rồi chia hai trường hợp là x trừ một bằng bao nhiêu bằng 2 và x trừ 1 bằng gì đây? Trừ 2. Rồi tương đương với các em tính nó ra là x sẽ bằng 3 và x bằng bao nhiêu? Trừ 1. Rồi các em ghi tập nghiệm là kết luận là 3 hoặc trừ 1 và 3 hoặc là 3 và trừ 1 cũng được. Kiện ở đây này. Nghe đi. Điều kiện ở đây là x lớn hơn bằng 0 và x khác 9 phần 4 đó có sai không? À, cái này bằng đầu tiên này phân tích mẫu thành nhân tử để tìm mẫu thức chung đấy 1 trên 2 căn 3 2 căn x trừ 3 để nguyên trừ đi căn x trên 2 căn x cộng 3 để nguyên rồi trừ cộng trừ đi 3 cộng 8 căn x rồi phân tích đường này theo hằng thức số 3 vậy nó ra bao nhiêu 2 căn x trừ 3 nhân 2 căn x cộng gì cộng 3 rồi đóng ngoặc vào ngoặc vuông nha không phải ngoặc tròn đâu đó các bạn thấy ở dưới này mình còn ngoặc tròn rồi thì ngoài mình ngoặc vuông nhân với 2 căn x trừ 3 dưới này là căn x cộng 2 ở bây giờ bằng
là mình quy đồng luôn, bắt đầu quy đồng. Mẫu chung là bao nhiêu? Đúng rồi. Và các bạn phân tích này, 2 căn x cộng 3 nhân bao nhiêu? 2 căn x gì đây? Trừ 3. Rồi các em quy đồng, thằng này nhân với bao nhiêu đây? 2 căn x gì đây? Cộng 3 trừ đi căn x nhân bao nhiêu? 2 căn x trừ gì? Trừ 3. Trừ đi mở ngoặc 3 cộng 8 căn x, coi chừng sai dấu nha. Rồi nhân với 2 căn x trừ gì đây? Trừ 3 trên căn x cộng 2. Bạn nào bỏ ngoặc ngay cũng được, mà không bỏ ngoặc cũng được, nhưng mà phải đổi dấu. Giờ nhân 2 căn x cộng 3 này, căn x nhân với 2 căn x là trừ bao nhiêu? Trừ 2x. Cái này là cộng bao nhiêu đây? Cộng cộng với 3 căn gì? 3 căn x trừ đi 3 trừ 8 căn x. Rồi phần đó bây giờ là 2 căn x cộng mấy này, cộng 3 nhân với 2 căn x trừ gì? Trừ 3. Rồi nhân với cái này, 2 căn x trừ gì đây? Trừ 3 trên bao nhiêu? Căn x cộng 2. Rồi bây giờ mình thu gọn hết vào hồi luôn, thu gọn luôn, thu gọn xem 2 căn x này cộng 3 căn x là mấy rồi? 5 căn x mà trừ đi 8 căn x là bao nhiêu? Vậy là còn âm 3 căn x đúng không? Rồi bây giờ là chỗ này này, 3 trừ 3 là hết, vậy là còn căn 2 căn x là bao nhiêu? Đúng rồi, trừ 2 căn gì? Căn x. À đây, đó trừ 2x. Rồi dưới này nhá, mình nhân mình giảm bớt cho nó nhanh nhá. Thằng này 2 căn x trừ 3, 2 căn x trừ 3 ở dưới mẫu này bỏ luôn nhá. Vậy là 2 căn x cộng gì? Cộng 3 nhân với 1 trên căn x cộng gì? Cộng 2. Rồi bằng luôn này. Bây giờ mình đặt nhân tử chung này bao nhiêu? Trừ căn x đặt ra ngoài, bên trong còn xuất hiện bao nhiêu đây? Đúng rồi, 2 căn x cộng gì? Cộng 3, để nó giống thằng dưới mẫu đó. Dưới này là 2 căn x cộng gì? Cộng 3 nhân với 1 trên bao nhiêu? Căn x cộng gì? Cộng 2. Rồi bỏ luôn. Và kết quả còn âm căn x trên căn x cộng 2. Đây là kết quả. Rồi câu này trước khi làm các bạn phải tìm điều kiện á. Điều kiện x lớn hơn bằng gì? Bằng 0. Rồi a bằng, các em phải thu gọn. Tiến tử đặt căn 3 3 ra ngoài, bên trong còn căn x cộng gì? Cộng 1. Dưới mẫu các em phải đưa thừa số vào trong dấu căn, viết thành là căn x tất cả mũ gì? Cộng 1 mũ gì? Rồi áp dụng hàng đẳng thức đáng nhớ. Dưới này bằng bao nhiêu? Căn x cộng gì? Cộng 1 nhân với x trừ căn x cộng mấy? Cộng 1. Đúng không? Rồi các bạn giảm bớt đi, kết quả còn 3 trên bao nhiêu? Căn x cộng 1 bỏ đi. Vậy là còn x trừ căn x cộng mấy? Cộng 1. Thế nên các em đánh giá nó này. Bây giờ ta có, em ta có này, x trừ căn x cộng 1 bằng, đúng chưa? Bây giờ em chuyển về cho thầy hẳn thức đáng nhớ, em tách ra, tự tách nhá, viết thành là căn x trừ cho 1 phần 2 tất cả gì? Mình cộng bao nhiêu? 3 phần 4, đúng chưa? Các bạn tự chuyển về hẳn thức đáng nhớ nhá. Đó, và em thấy này, từ đó suy ra này, thằng này luôn lớn hơn bằng bao nhiêu? 3 phần 4, với mọi x lớn hơn bằng gì? Bằng 0. Nên suy ra thằng A luôn nhỏ hơn bằng bao nhiêu? Em lấy 3 chia cho thằng đó, nhìn thấy không? Vậy thằng xem A nhỏ hơn bằng mấy? Bằng 4 đúng không? Vậy thằng A luôn nhỏ hơn bằng 4. Bây giờ không thể so sánh được với số 2, không so sánh được nha, không so sánh được với 2 đó.
cho hàm số này, hàm số đồng biến hay nghịch biến vì sao? Bây giờ trả lời câu A nhé. Câu A em ghi là hàm số này đồng biến, đồng biến vì, còn thế này, vì hai lớn hơn gì? Lớn không, bé đê. Giờ bước 1, các em đặt cho thầy một bảng giá trị gồm x và y. Rồi bảng giá trị đặt đúng 0,5 điểm. Đây. X. Cái này là y bằng bao nhiêu? 2x trừ mấy? Trừ 3. Cho x bằng 0, x y bằng âm 3. À, cho y bằng 0, x bằng 3 phần 2. Ngoài ra các bạn có thể lấy điểm khác không được, không sao hết. Rồi bước thứ hai, vẽ đồ thị. Đây, lấy đồ thị qua. Thầy vẽ sẵn rồi. Ok. Rồi, vẽ đồ thị chú ý này. Thiếu hệ trục tọa đồ thứ nhất là ký hiệu OI này. Rồi này, một số bạn thiếu ký hiệu rồi nhá. Đây này, coi lại dùm thầy xem là có thiếu ký hiệu OI này không. Đấy, ký hiệu này, OI. Đó, đặc biệt các bạn hay quên. Rồi vẽ đường thẳng vượt mặt hệ trục tọa độ này luôn. Rồi tìm tọa độ giao điểm nhé. Bằng phép tính thì các bạn không phải dựa vào đồ thị mà các em phải dựa vào phép tính để em làm. Rồi bước 1. Phương trình nhé. Phương trình hoành độ giao điểm của D và B, D và D phẩy. Rồi bạn nào ghi tọa độ giao điểm là sai, đang tìm phương trình mà. Bây giờ là mình cho hai phương trình này bằng nhau, đó là 2x trừ 3 cho bằng bao nhiêu? Trừ x cộng gì? Cộng 3, chuyển vế qua. 3x bằng mấy? Bằng 6. Tính ra x bằng bao nhiêu? X bằng 2. Sau đó các em thay này, thay x bằng 2 vào đâu? Vào hàm số chứ không vào đây được nhá. Hàm số y bằng trừ x cộng 3, mà hàm số nào cũng được, trừ x cộng 3 đi ha. Các em nhớ này, d là đường thẳng không thay được, còn phải thay vào hàm số mới được, hàm số nó cho bởi công thức mới thay đổi, chứ còn thi mà thay vào d là sai đấy. Từ đó suy ra y bằng âm 2 cộng 3 bằng bao nhiêu đây? Một. Rồi chốt vậy tọa độ giao điểm, độ nha, giao điểm. Bây giờ giao điểm của D và D phải là, rồi các bạn nhớ này, chốt gồm tọa độ thì gồm hai thành phần là hoành và tung. Hoành là bao nhiêu? 2. Tung là bao nhiêu? 1. Đó gọi là tọa độ. Người ta nhìn thấy một cái cây trên mặt đất dài 4,5 mét tạo tia nắng với mặt trời là 35 độ, người ta hỏi cái cây là bao nhiêu. Bây giờ đầu tiên mình phải lý luận, mình ghi nhé, đó là áp dụng, áp dụng này em dùng thứ nhất này, em có thể nhìn này, áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác cũng được, mà em ghi dùng tỉ số lượng giác để đúng, em thấy không? Áp dụng nhé, hệ thức về cạnh và góc trong tam giác. Rồi ABC vuông tại C. Các bạn nhớ hệ thức về cạnh này có bốn cách để tính cạnh góc vuông đúng không? Bây giờ tôi cần tính cạnh BC đúng chưa? BC bằng mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông còn lại là AC nhân với tan của góc gì? Góc đối. Tan góc đối là tan của góc gì? Góc A. Đúng không? Rồi thay số là 4,5 nhân bao nhiêu? Tan 35 độ và bằng, em lấy máy bấm. Rồi 4,5 này nhân tan của 35. Rồi các bạn yêu cầu làm tròn đến số phân thứ nhất đúng không? Vậy là xấp xỉ 3 phẩy gì? Rồi xấp xỉ 3,2. Rồi đơn vị là mét.
3,1 là sai. Các bạn nhớ quy tắc đặt tròn này nghe. Tức là sau số 1 là số gì? Số 5. Em phải cộng thêm một đơn vị. Nghe không? Rồi 3,1 là không tính điểm. Sai phải chốt. Rồi các em phải chốt vấn đề. Chiều cao của cái cây đó là bao nhiêu mét? 3,2 gì đây? Mét. Hay. Thì đầu tiên là người ta cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Rồi tiếp theo, qua tiếp tuyến AX, chúng ta vẽ tiếp tuyến AX. Tiếp tuyến là vuông góc nhé. Các bạn chú ý này, vẽ tiếp tuyến là đánh dấu vuông góc. Rồi, trên AX chúng ta lấy điểm M, chấm một điểm M nằm đây, đặt tên điểm cho nó. Rồi vẽ tiếp tuyến MC với đường tròn đúng không? Vậy để vẽ tiếp tuyến này chính xác này, các bạn nối nối MO vào rồi lấy trung điểm của MO. Sau đó vẽ một cái đường tròn đó, đường kính là MO đó. Các bạn sẽ cắt thằng này tại đây là điểm thứ hai này, đó chính là tiếp tuyến thứ hai MC. Các bạn nối vô đó, điền điểm C vào, tức là thực ra là nó chính là hai cái tuyến cắt nhau á. Rồi nối vô. Vậy là tiếp theo gọi H là giao điểm của OM và AC, nối OM vào và AC, điểm này gọi là điểm H. Rồi các bạn ẩn cái đường AX này đi cho dễ nhìn này. Đó, nó trở về mô hình hai tiếp tuyến cắt nhau. Theo đường thẳng MB cắt cái đường tròn này tại điểm D. Đây là điểm D này. MA mà bằng này đấy. Thì em học rồi, điểm nằm trên đường trung trực, à đời cách đều hai đầu mút thì nằm trên đường trung trực đúng không? Em phải suy ra điểm M thuộc cái gì? Đường trung trực nha. Đường trung trực. Đường trung trực của thằng nào? Của AC. Một. Tiếp tục ta có OA bằng OC vì cùng bằng bán kính hay gì? R, em suy ra điểm A làm sao? Là điểm O làm sao? Thuộc đường trung trực nhé, tương tự như vậy của BC. À của AC thì chứ đó. Của AC. Em thấy này. Đây là đều số 1, đây là số 2, tức là hai ý này em mới thấy điều này này, từ 1 và 2. Tức là em hiểu, em không kết nối vậy cũng được mà em ngoắc cũng được. Từ đó suy ra OM là gì? Đường trung trực. Em nhớ này, hai điểm chúng ta mới ghép ra một đường thẳng đúng không? Thì hai điểm đó cũng em xây dựng ra một đường thẳng mới được, đường trung trực của AC. Mà đường trung trực thì có tính chất là vuông gì? Vậy là suy ra OM vuông góc cái gì đây? AC. Tại bây giờ mình khẳng định luôn, tại trung điểm H luôn đi. Lát nữa mình có xài trung điểm thì mình có nói luôn. Được không? Hoặc là không, các em ghi tại H cũng được. Tại vì thầy muốn phục vụ bài sau thì thầy ghi tại trung điểm H luôn. Câu này chứng minh này, MD nhân MD, MD nhân gì đây? Bây giờ thằng MB này cắt thành ô nhé, MD nhân MB bằng MH nhân M gì? MO. Và bây giờ để chứng minh này, bây giờ mình sẽ nối thằng AD vào. Rồi một số bạn lưu ý này, các bạn trong cách trình bày các em nối AD vào không cần thể hiện. Các bạn nghe nó không? Tự nối vào và không cần nói gì hết. À, bây giờ mình làm ý đầu tiên trước. Cô B nhé. Bây giờ các bạn quan sát này. Bây giờ để chứng minh MH nhân MB. Các bạn quan sát này.
MH nhân MB. Bây giờ mình sẽ chia bài này thành hai phần. Bây giờ mình phát hiện này, MH nhân MB chính là bằng MA mũ gì? Mũ 2, đúng không? Vậy là MA mũ 2 đóng vai trò là cầu. Và bây giờ để mình chứng minh được thằng này, mình phải áp dụng hệ thức lượng. Bây giờ chứng minh mô hình hướng lượng đầu tiên đã. Bây giờ mình xét tam giác nha. Tam giác đầu tiên là tam giác ADB. Các bạn có thể ghi ra bài nội tiếp. Các bạn ghi nội tiếp đường tròn đường kính AB cũng được, hoặc là các em ghi hai cách để viết nhá, nhưng phải đủ hai yếu tố. Tam giác này là nội tiếp đường tròn tâm gì? Tâm O. Có AB là đường gì? Đường kính. Hoặc là em có thể viết hai cách luôn, là em ghi liên tiếp luôn. Nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AB cũng được, nó thành một dòng cũng được. Vậy là hai yếu tố này em suy ra được tam giác này làm sao? Vuông ADB vuông tại đâu? Vuông tại gì? Tại D. Mà tam giác vuông em suy ra điều gì này? Tức là em suy ra một cái đường cao, tức là AD sẽ vuông góc với thằng MB. Tức là điều đó để khẳng định được là lát nữa cái này làm sao? Là tam giác vuông là đường cao của cái tam giác MAB. Bây giờ tiếp theo. Bây giờ MA là tiếp gì? Là tiếp tuyến. Tiếp tuyến thì em suy ra được vuông gì? Vuông góc, suy ra MA vuông góc với thằng nào các em? AB. Mà có vuông góc thì em suy ra được góc vuông, tức là góc MAB bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ đúng không? Vậy là có được góc vuông thì mới có tam giác gì? Vậy là suy ra tam giác MAB vuông. Em có thể viết đến 90 độ hoặc viết với vuông góc cũng được. Vuông tại gì đây? Tại A. Đều được hết. Mình trình bày không kỹ lắm được nhưng mà vẫn cho điểm tối đa được. Ok chưa? Bây giờ áp dụng hệ thức lượng này. Bây giờ xét tam giác đầu tiên là tam giác MAB có góc A bằng 90 độ, tức là mình thể hiện tam giác này vuông. Rồi có AD là đường gì? Đường cao. Các em phải khẳng định được hai yếu tố này nhá. Hệ thức lượng chỉ áp dụng được khi có tam giác vuông và có đường cao thì nó là em công nhận là sai. Đó là bây giờ áp dụng được rồi. Vậy bây giờ mình dùng công thức này, MA bình phương bằng gì các em? Bằng M gì đây? MD nhân M gì? MB. Rồi em giải thích này, hệ thức lượng. Đó, em ghi vậy cũng được, mà trong tam giác vuông cũng được, người ta biết rồi. Thiếu cái đó là thiếu giải thích, nhưng mà vẫn chấp nhận được, vẫn cho điểm được. Rồi tiếp theo, tam giác thứ hai, đó là tam giác gì đây? Tam giác M C gì đây? Bây giờ các em chọn tam giác MAO hợp lý hơn, mình đi cầu qua MA mà. Tam giác MAMO đúng nhá? Có góc A bao nhiêu độ? 90 độ. Rồi đường cao là đường nào? AH là đường gì? Đường cao đúng không? Khẳng định được hai yếu tố này, ta suy ra công thức sau này. Đó là MA bình phương thì bằng cái gì các em? MA bình phương bằng MH nhân M gì? MO. Và đây chính là công thức hệ thức lượng. Đó. Đánh đây là số 3, đánh đây là số 4. Tại hôm nay mình gọi 1, 2 rồi. Và theo tính chất bắc cầu đúng không? Từ 1 và 2, à từ 3 và 4 em suy ra cái gì? Từ 3 và 4 mình suy ra được cái đúng rồi, MD nhân MB bằng cái gì các em? MH nhân M gì? MO. Đúng chưa? Viết nhầm, viết nhầm. Đây. MB nhân với MD nhân MB nhé, không phải MD đâu. Theo này. Chứng minh góc MHD, bây giờ mình ký hiệu góc nè. MHD, bây giờ nối vào đấy. Rồi MHD là góc này này các em. Rồi bằng góc MB này, góc này. Ok chưa? Rồi cái này mình cho nó to lên xíu đi. Rồi bây giờ này, các bạn thấy này, để chứng minh hai góc bằng nhau, các bạn thường sử dụng hai tam giác đồng dạng. Đúng không? Nha. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh hai tam giác đồng dạng. Rồi xem nhé. Rồi xem mục tiêu để chúng ta viết sơ đồ này.
Tôi cần chứng minh H1 bằng B1. Đây là dạng toán chứng minh hai góc bằng nhau. Bây giờ chúng ta sử dụng một trong cách quen thuộc, đó là dùng hai tam giác đồng dạng. Vậy để chứng minh này, chúng ta chứng minh tam giác MHD đồng dạng với tam giác nào? MB gì đây? BO. Theo trường hợp cạnh góc cạnh nha các em. Rồi để chứng minh hai góc, hai tam giác này đồng dạng cạnh góc cạnh này nghe. Nhìn. Bây giờ em thấy góc nào chung rồi? M góc chung đúng không? Bây giờ em cần tỷ lệ sau. Em nhìn nhá. Nhìn vô cái đỉnh M này. Đọc tỷ lệ ra. Đọc từ này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đọc này. MH trên M gì? MB bằng MD trên M gì? MO. Rồi nhân chéo thì thấy điều gì đặc biệt? MH nhân gì rồi? MO đã bằng M gì rồi? MD nhân M gì? Vậy là cái này đã chứng minh rồi đúng không? Vậy bây giờ trình bày thôi. Bắt đầu trình bày. Đầu tiên này, ta có. Rồi bây giờ xét tam giác luôn nhá. Xét tam giác MH gì đây? HD và chứ phải đồng dạng thôi nhá. Một số bạn ghi luôn nó đồng dạng là khỏi chứng minh đấy. Và tam giác nào? MBO. À, yếu tố đầu tiên M là góc gì đây? Một cạnh. Yếu tố thứ hai MH trên MB bằng MD trên M gì? MO. Giải thích. Lý do MH nhân với MO bằng MD nhân M gì rồi? MB. Mình đã chứng minh chưa? Rồi. Vậy là từ hai yếu tố này chia ra tam giác MHD đồng dạng với tam giác MBO theo trường hợp gì? Cạnh góc là gì? Cạnh hai tam giác bằng nhau, suy ra hai cặp góc tương ứng bằng nhau, suy ra H1 bằng gì đây? B1. Rồi, chính là điều phải chứng minh này nhé. Rồi gọi K là trung điểm BD. Gọi K đâu? Rồi các bạn lấy K là trung điểm này. Rồi tiếp tuyến tại B nhé. Tiếp tuyến tại B của đường tròn O. Cắt OK. Bây giờ vẽ tiếp tuyến tại B. Rồi kéo cái đường OK ra các em. Kéo đường OK này. Rồi nối cái OK vào. Rồi tiếp tuyến tại B cắt cái OK này tại điểm gì đây? Điểm E. Đây là điểm E. Rồi mục tiêu của chúng ta. Các bạn nhớ này. Nhớ ngay nếu trung điểm của dây cung sẽ suy ra cái gì? Vuông góc đúng không? Vậy thì mình nghi nghi là xài trung điểm là có vuông góc ở đây. Vậy là phải đánh dấu vuông vào đây, lát nữa để mình làm hình cho tốt. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là chứng minh 3 điểm A, C, E thẳng hàng. Vậy bây giờ thì nối cái này nhé. Rồi thì nối bằng nét đứt để các bạn phân biệt được. Thì giới thiệu các bạn một cách để chứng minh hai đường thẳng, 3 điểm thẳng hàng. Các bạn nhìn này, người ta có một định lý này. Cái này clip các bạn biết này. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng, vẽ được mấy đường thẳng song song với đường thẳng còn lại? Một đúng không? Vậy nếu có một cách để chứng minh song song này, bây giờ thầy có điểm A, điểm B và điểm C. Điểm A, điểm B và điểm C. Và đây là đường thẳng A. Nếu thầy chứng minh được đường thẳng AB vuông góc với A, AC cũng vuông góc với A. Em thấy này, qua điểm A vẽ được mấy đường vuông góc với A thôi, duy nhất một đường đúng không? Vậy thì bắt buộc hai đường này phải làm sao? Trùng nhau. Vậy hai đường này trùng nhau thì ba điểm phải làm sao? Thẳng hàng đúng không? Vậy nếu em chứng minh được AB cũng vuông góc với A, AC cũng vuông góc với A thì qua điểm A vẽ được duy nhất một đường thôi.
Đây là kỹ thuật mà các bạn hay xài trong những bài toán. Ngoài từ đó suy ra A, B, C làm sao? Thẳng hàng. Đó, đây là kỹ thuật dùng liên quan đến thẳng hàng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh bài này bằng kỹ thuật đó. Rồi các bạn phát hiện này. Các bạn thấy này. Cái thằng ACE các em đừng ngộ nhận nó thẳng hàng nhá. Nhưng em thấy AC vuông góc với thằng nào rồi? AC vuông góc với MO một thằng nữa. Đoán được không? Còn nữa. Mình phải đoán trước đi. Rồi đúng rồi, BC, một bạn đoán đúng BC đấy. Thế BC không? Đúng không? Đây mình đổi thành nghĩa đứt nhá. Là nét liền. Các bạn thấy này, AC vuông góc với B gì? BC, một thằng chưa? Vậy giả sử thầy cũng chứng minh AE cũng vuông góc với gì? BC thì có phải suy ra ba điểm này thẳng hàng không? Đó là một cách. Hoặc là em phải thì đầu tiên này, để chứng minh được này này. Đầu tiên là chúng ta thấy này, K là trung điểm của BD đúng không? Vậy em suy ra được hiển nhiên OK sẽ vuông góc với B gì đây? BD. Vậy là ta sẽ chứng minh bước 1, ta chứng minh cho thầy cái thằng này là OK vuông góc với BD tại K. Vuông góc để lát nữa mình có góc vuông. Đây, thằng đầu tiên. Cái thứ hai, ta chứng minh như thầy cái đẳng thức này OK bình nhân OE bình OE bằng OB bình. Thế này. OB bình bằng OK nhân gì các em? OB bình đúng không? Áp dụng mô hình hệ thức lượng cho tam giác nào? Đó, em phải áp dụng cho thằng nào em biết nhá. OK nhân OE đúng không? Thì bằng thằng nào? OB mũ mấy? O mũ B mũ 2, đó là chính là hệ thức lượng của tam giác nào đây? Nhìn mô hình đấy này. Tam giác nào các em? Đúng rồi, tam giác OE gì đây? B. Rồi tiếp theo áp dụng tiếp hệ thức lượng cho cái tam giác mô hình quen thuộc OH nhân OM bằng OA mũ 2. Đó, vậy là trong tam giác nào đây? Tam giác MAO. Vậy là mục đích của mình là để kiếm cái tỷ lệ này. Từ ấy mình suy ra tỷ lệ này và suy ra được cái tỷ lệ của tam giác đồng dạng nhờ cái xây dựng sơ đồ hôm nay á. Đúng không? Vậy là mình đoán được hai tam giác này đồng dạng thì suy ra hai góc này tương ứng, hai góc này tương ứng bằng nhau. Và thì từ đó suy ra góc vuông. Góc này vuông thì suy ra vuông góc tại H. Mà thằng AC cũng vuông góc với gì rồi? OM. Vậy là từ đây hai đường thẳng HE và AC phải trùng nhau. Đúng không? Vậy thì bắt buộc ba điểm này thẳng hàng.